clip này dùng của tốt net sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu đổi phích cấm điện từ ba cháu sang hai cháu đây là mẫu thông thường nó sẽ đổi phích cấm điện là từ ba cháu các bạn ha đó mình gắn vào nó sẽ đổi qua hai cháu là từ phích cấm châu âu sang phích cấm châu á đó rồi mình cắm vô cái lỗ điện thử các bạn thấy ha. đó nó sẽ báo sạc ha và sạc cho cái tông đơ của mình rồi và cái mẫu thứ hai là cái mẫu đổi từ phích cắm hai chấu sang ba chấu thì cái mẫu này nó sử dụng cho những cái thiết bị điện châu Á mà muốn sang sâu những cái nước EU hoặc Châu Âu sử dụng là người ta sẽ mua cái mẫu này xài thì các bạn sẽ cắm điện ví dụ đây là ở đây là hai chấu đi ha à, rồi các bạn cắm vào và nó sẽ đổi qua ba chấu thì các bạn cắm vô những cái phích điện ba chấu các bạn sử dụng ha thì ngoài ra cái ổ này nó còn hỗ trợ các bạn à, à, sử dụng đổi từ chấu dẹp sang chấu tròn đó bạn, đây là chấu dẹp nè, đó, các bạn sẽ đổi qua chấu tròn các bạn để các bạn sử dụng nha, ok luôn